Ngày nay, xu hướng mặt V-line vẫn đang được yêu thích. Vậy nên, những người mặt tròn lại cho rằng đó chính là khuyết điểm và muốn những tấm ảnh chụp ra phải được khuôn mặt thon gọn. Ảnh thẻ cũng nằm trong số đó. Hầu hết, những bạn chụp ảnh thẻ đều mong muốn có được tấm ảnh thẻ với khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt là những bạn mặt tròn lại càng quan trọng việc này. Vậy làm thế nào để chụp ảnh thẻ đẹp cho người mặt tròn? Những bạn gái nếu thả tóc thì vén tóc vào mang tai rồi hất hết ra trước đều nhau hoặc hất hết ra sau. Không nên để mái bằng vì sẽ làm khuôn mặt càng tròn và ngắn. Những bạn buộc tóc thì nên kéo phần tóc trên đỉnh đầu lên một chút để ăn ra được độ dài của gương mặt, nhìn tổng thể, trông mặt sẽ trông bớt tròn hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là những bước để góp phần làm cho khuôn mặt của bạn có cảm giác trông gọn hơn. Bạn hãy nhờ thợ chỉnh sửa ảnh nắn mặt bạn thêm một chút nữa, kéo cao đỉnh đầu thêm chút nữa, lưu ý là chỉ chỉnh nhẹ. Nên mặc áo sơ mi cổ Đức hoặc áo cổ V để trông gương mặt của bạn được thanh thoát hơn. Không nên mặc áo cổ tròn mà lại sát vào cổ thì trông mặt sẽ càng tròn. Khi chụp ảnh nên để miệng hơi mỉm cười, ánh mắt tươi thì tổng thể bức ảnh sẽ trông rất thân thiện. Để được chụp ảnh thẻ tại Hà Nội, bạn có thể liên hệ Yêu Media Studio qua đường link này nhé. Hotline tư vấn 0928 975 888 hoặc 0925 436 888.